của anh đâu, các ba đi là chúng mới ăn đi về. Bởi vì nếu mà hai người trốn đi là các trốn mới bắt tin sáng. Thế có đấy bắt nhiều tin sáng. Thế cả các ba đi là chúng ăn cái hệ là chúng nó phải đi xe. Mười người ta lấy nhưng mà là ba chiếc xe chứ. Cháu xấu hổ lắm, đừng có quay cháu. Không khác đây, trong nước, nước này là nước gì ông Tài nhỉ? Nước này là nước trong 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 nước, nước là nước trong. Nước xong. Sông này là sông gì trong nước? Nước là nước trong. Nước là nước gì vậy? Nhưng có ai biết? Trong nước, nước trong. Các em ơi, lên đi. Các em ơi, lên đi.
dưới lên trước mang cái áo này vào đấy. Như máu phải mặc vào nó phải thay chứ. Anh ơi, anh cho hỏi lúc nãy đi phà là phà gì nhỉ? Hả? Anh thay. Lúc nãy là phà gì nhỉ? Cái phà này mình chưa đi bao giờ. Nhưng mà cái đoạn trên của nó mà Nam Định với Thái Bình ấy, nó đang gọi phà Tân Đệ. Cũng là cái sông này. À. Còn sông là tôi biết là sông nước rồi, nước là nước sông. Thế làng này là làng gì nhỉ? La đó cho nó 10 phút bây giờ. Em ơi, ra anh hỏi làng này là làng gì? Làng Nam Định. Qua phà Nam Định anh ạ. À? Bé giờ hôm nay em mới được đi cái phà này, chán biết rồi. Em mở cái khẩu trang nó xem. Em mở cái khẩu trang này. Hôm nay 70 tuổi cho các bạn, hôm nay mới được đi cái phà này. Nó nói vậy. Mà lại bác cày đi Nam Định lên này. Hôm nay tôi mới được đi xe ô tô chứ. Hôm nay mới được đi xe khác. À, xe ít. Còn chị Tình này là giám đốc Mitsubishi. Hôm nay đấy, cháu mang con bà đi bán sang Trung Quốc nhá. Cháu lấy tiền bán là cháu bán đi. Cháu bay sang nước ngoài cháu ở gần đấy. Bán đi mà làm thế nào làm đi. Cái đồi này mà bán thì chỉ đúng cao thôi. Lao động này nữa không? Cả hai phải xét tăng gắn á. Bà ngu gì đó. Béo thì bà nhìn thuốc thì bà bắt cả nó bảo béo. Có hai chủ sẵn với họ bắt cái nó dài nó cô óc của mình nhà bà họ biết nhà ấy cứ họ ăn đi cái nó dưới cái bên dưới em ơi cho anh hỏi đây là nó ruộng đây là ruộng nhà anh nhỉ? Ruộng nhà tôi đấy. Thế có ai đến trồng ấy nhỉ? Có thuê máy móc. À, thế máy móc à? Cái cũng có máy mà. Thế cái lúc nó khô thì làm thế nào? Nó khô thì bỏ vào bồ ấy. Cái gì khô? Nước khô hay là cái gì? Cái ruộng khô ấy. Ruộng khô mà có mặt đầy ấy. Khô thì cho nước vào. Thế nó có thuê cày trâu có cho cày không? Đây có máy móc cái sờ cho cày trâu thôi. Đừng là có thuê cày trâu thì người ta cày. Ở đây nhiều ruộng thế này thì thuê cày trâu thì mình mua lấy con trâu mới. Có máy rồi anh. Công nghệ hiện đại rồi. Thời đại 4.0 rồi sẽ không cày trâu nữa. Cày máy. Nó ăn 10 phút cơ mà, ăn 10 phút cơ. Các bạn thôi. Ao già đi là mày lo mưa là để rặng á. Điều này đi nó cho ăn cua ăn cay nhỉ. Giám đốc ơi. Ăn thịt bò, ăn giám đốc rồi cho hỏi. Trước mắt là cháu biết phải có hai món tôm với lại mực. Đấy là đồ hải sản của mình. Còn khác chắc là cháu chưa phải ăn biết được ăn đất đa, thì cái tôm hù. Có đam đam không? Có đam đam như mình không? Mấy ô cũ của em? Mấy hôm trước không có không ạ? Có đam đam biển. Chú biển là mấy ăn đồ biển như vậy. Vâng. Ăn tôm ăn... Tôm với mực là chắc chắn là có. Tôm với mực. Cái gì cái con sứa ấy có không? Con
80 kg. Nó còn khó khăn.